khi nào sẽ có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông Trump và Harris sẵn sàng tuyên bố chiến thắng. 5 yếu tố quyết định cuộc đọ sức giữa Trump và Harris. Khi nào có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Cuộc đua bầu cử giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Câu hỏi được đặt ra là khi nào sẽ có kết quả bầu cử? Liệu có phải chờ đợi sau nhiều ngày như cuộc bầu cử năm 2020 hay không? 4 năm trước, người Mỹ đã phải chờ đến 5 ngày sau bầu cử mới biết kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, phần lớn do số lượng phiếu bầu qua thư tăng đột biến do ảnh hưởng của đại dịch. Với những thay đổi về quy định và quy trình kiểm phiếu năm nay, chuyên gia nhận định thời gian chờ kết quả có thể được rút ngắn đáng kể. Tuy nhiên, nếu cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris có sự bám đuổi sát sao, người dân Mỹ có thể vẫn kiên nhẫn để chờ kết quả cuối cùng. Theo dự đoán, kết quả bầu cử Tổng thống năm nay sẽ được công bố sớm hơn nhờ vào các thay đổi trong chính sách của các bang như giảm số lượng phiếu bầu qua thư. Dù không chắc chắn sẽ nhanh như cuộc bầu cử Quốc hội năm 2022, nhưng sẽ rất ngạc nhiên nếu quá trình kiểm phiếu năm nay kéo dài như năm 2020. Theo giới phân tích, trước đây người Mỹ thường có thể biết kết quả bầu cử vào đêm thứ 3, ngày bầu cử hoặc là sáng sớm ngày thứ 4, ngoại trừ cuộc bầu cử năm 2000 khi phải mất nhiều tuần vì quá trình kiểm phiếu tại Florida. Tuy nhiên năm 2020 là ngoại lệ. Lượng phiếu bầu qua thư tăng mạnh do lo ngại về COVID-19 khiến nhiều bang chưa có sự chuẩn bị đầy đủ để xử lý phiếu bầu một cách nhanh chóng. Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi cách người Mỹ đi bầu cử khi nhiều cử tri chọn gửi phiếu qua thư để tránh tiếp xúc trực tiếp. Theo báo cáo liên bang về cuộc bầu cử năm 2020, hơn 43% số phiếu bầu được gửi qua thư so với chỉ 25% trong các kỳ bầu cử trước đó. Điều này dẫn đến việc các bang cần nhiều thời gian hơn để xử lý phiếu bầu. Theo các hãng truyền thông lớn của Mỹ, nếu cuộc bầu cử năm nay diễn ra sát sao, quá trình kiểm phiếu sẽ kéo dài và do đó người chiến thắng khó có thể được xướng tên ngay ở cuối ngày bầu cử. Sau năm 2020, một số bang đã điều chỉnh quy định kiểm phiếu, cho phép xử lý phiếu qua thư trước ngày bầu cử. Trung tâm nghiên cứu và đổi mới bầu cử ở Mỹ gần đây đã công bố báo cáo cho thấy, hầu hết các bang đã cho phép kiểm tra và xác minh phiếu bầu qua thư trước ngày bầu cử, bao gồm việc kiểm tra chữ ký, sắp xếp và chuẩn bị cho việc quét bằng máy. Hiện tại, một nửa số bang ở Mỹ cũng cho phép các máy quét phiếu hoạt động trước ngày bầu cử, miễn là không tổng hợp công bố trước kết quả. Hai bang chiến trường quan trọng là Michigan và Nevada đã thay đổi quy định từ năm 2020 để cho phép xử lý phiếu bầu sớm. Điều này đặc biệt quan trọng tại Nevada, nơi phần lớn cử tri bỏ phiếu qua thư. Tuy nhiên, vẫn còn những bang như Pennsylvania và Wisconsin. Hai bang này không cho phép xử lý phong bì phiếu bầu cho đến ngày bầu cử. Đây là một trở ngại lớn nếu cuộc đua diễn ra sát sao và kết quả hai bang này có thể quyết định người chiến thắng. Vấn đề kiểm phiếu chậm thường bị lợi dụng để lan truyền các thông tin sai lệch và gây hoang mang. Quy trình kiểm phiếu giữa các bang tương tự nhau, nhưng việc nghi ngờ và thông tin sai lệch chủ yếu xuất phát từ một số cá nhân hoặc các nhóm lợi dụng sự chậm trễ ở các bang chiến trường như Pennsylvania và Wisconsin. Quy trình ở Pennsylvania cũng giống như nhiều nơi khác, nhưng chỉ khi có sự tác động về mặt thông tin dẫn đến nghi ngờ. Đây là vấn đề do thông tin sai lệch, không phải vì hệ thống có sự khác biệt. Trong khi đó, một số nhà phân tích nhấn mạnh rằng càng kéo dài thời gian công bố kết quả bầu cử, nguy cơ căng thẳng càng tăng cao. Các nhà phân tích cho rằng cuộc bầu cử có thể diễn ra vẫn sát sao, ngay cả khi một trong hai ứng cử viên thắng phần lớn tại các bảng chiến trường. Người dân Mỹ cần kiên nhẫn chờ đợi kết quả chính thức, dù đây có thể là điều khó khăn trong xã hội hiện đại, nơi tính kiên nhẫn ngày càng trở nên hiếm hoi hơn. Ông Trump và bà Harris sẵn sàng tuyên bố chiến thắng. Cuộc đua vào Nhà Trắng đang diễn ra vô cùng căng thẳng và không có ứng cử viên nào có lợi thế rõ ràng. Vào ngày cuối cùng trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, cả Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đều sẵn sàng tuyên bố chiến thắng. Cả hai chiến dịch tranh cử của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều nói rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng để giành chiến thắng. Cả hai đều nghĩ rằng họ có lý do chính đáng để giành chiến thắng. Chiến dịch của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris tuyên bố các vấn đề như quyền phá thai cùng tỷ lệ ủng hộ bà Harris cao hơn ông Trump vài điểm trong các cuộc thăm dò dư luận sẽ giúp Phó Tổng thống và Nhà Trắng. Trong khi đó, chiến dịch của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump nói rằng các cuộc thăm dò cho thấy cử tri không tin rằng nước Mỹ đang đi đúng hướng, nhấn mạnh đến giá cả tăng gần đây và tình hình chung của nền kinh tế. Phe Cộng Hòa cũng cho biết bà Harris có mối liên hệ với Tổng thống Joe Biden, người có tỷ lệ ủng hộ đang ở mức rất thấp. Họ nói rằng khi một Tổng thống đương nhiệm có tỷ lệ ủng hộ thấp, đảng đối lập sẽ thắng thế. Họ cũng cảm thấy hài lòng về số lượng cử tri đăng ký và bỏ phiếu sớm. Một cuộc thăm dò do Gallup công bố đầu tuần trước cho thấy khoảng 49% người Mỹ có quan điểm ủng hộ bà Harris so với 44% ủng hộ ông Trump. Người đồng hành của bà Harris, ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Dân Chủ, thống đốc Minnesota Tim Walz cũng có tỷ lệ ủng hộ cao hơn ở mức 45%,
so với ứng cử viên phó tổng thống Đảng Cộng Hòa, thượng nghị sĩ bang Ohio, ông J.D. Vance, người có tỷ lệ ủng hộ chỉ 39%. Theo Gallup, những con số đó là tín hiệu tích cực cho bà Harris vì những ứng cử viên có tỷ lệ ủng hộ cao hơn thường giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử gần đây. Kể từ khi trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, phó tổng thống Harris đã tập trung vào vấn đề quyền phá thai và Đảng Dân Chủ, cho rằng đó là một chiến thuật thông minh. Một cuộc thăm dò gần đây của NBC News cho thấy các cử tri có lập trường mạnh mẽ về vấn đề quyền phá thai khi được hỏi liệu có vấn đề nào thúc đẩy họ cho việc quyết định bỏ phiếu cho một ứng cử viên. 22% số người được hỏi đề cập đến quyền phá thai, xếp trên các vấn đề khác như nhập cư, bảo vệ nền dân chủ và thậm chí là cả giá cả sinh hoạt. Kể từ khi Tòa án Tối cao Mỹ 2 năm trước lần lượt phán quyết liên quan đến quyền phá thai, Đảng Dân Chủ đã thành công trong việc tập hợp phụ nữ xung quanh vấn đề quyền phá thai, thu hút số lượng cử tri kỷ lục trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022. Đảng Dân Chủ cho biết động lực đó không có dấu hiệu chậm lại trong cuộc đua bầu cử năm nay. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của ông Trump nhấn mạnh thông điệp của họ về các vấn đề cấp bách hàng đầu, bao gồm kinh tế và nhập cư, đã gây được tiếng vang với cử tri, một điểm mà ngay cả các thành viên Đảng Cộng Hòa không ủng hộ ông Trump cũng phải thừa nhận. Thư ký báo chí quốc gia cho chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết Đảng Cộng Hòa cũng đạt được số lượng cử tri đăng ký lớn và đang vượt trội về tỷ lệ phiếu bầu sớm so với 2 hoặc 4 năm trước trên tất cả các bảng chiến trường. Đảng Cộng Hòa cho hay họ đã thành công trong việc gắn kết bà Harris với Tổng thống Biden, người vẫn không được lòng cử tri Mỹ. Điều này được xem là một tín hiệu đáng chú ý với các nhà quan sát chính trị. Đảng Cộng Hòa cũng khẳng định ông Trump có những bước tiến đáng kể đối với tỷ lệ ủng hộ từ những người đàn ông gốc Tây Ban Nha và da màu. Chiến dịch của bà Harris nhận được tin tốt vào ngày 3 tháng 11 sau khi cuộc thăm dò của Des Moines Register Mediacom ở Iowa cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 3 điểm. Cuộc thăm dò dư luận của hơn 800 cử tri được khảo sát cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 47% so với 44%. Kết quả này cho thấy sự thay đổi đáng kể so với cuộc khảo sát vào tháng 9 khi ông Trump dẫn trước 4%. Chiến dịch tranh cử của ông Trump ngay lập tức qua cuộc thăm dò là một ngoại lệ đáng kể, nhưng vẫn mang lại cho phe Dân Chủ một cú hích về hành động. Chiến lược gia của Đảng Dân Chủ thừa nhận không ai biết cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ kết thúc ra sao. 5 yếu tố quyết định trong cuộc đọ sức giữa Trump và Harris. Sát ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 5 tháng 11, cuộc so găng giữa ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris vẫn hết sức gay cấn. Tờ Le Point của Pháp chỉ ra 5 yếu tố được xem là có vai trò quyết định đến sự thành bại của hai ứng cử viên. Sau hơn 3 tháng tiến hành chiến dịch tranh cử cấp tốc, cả ông Trump và bà Harris đã kết thúc chặng nước rút với kết quả khá cân bằng, hòa nhau trong các cuộc thăm dò trên toàn quốc và 7 bang xoay chiều. Tuy nhiên, theo Le Point, có 5 yếu tố quan trọng có tính chất quyết định đối với bà Harris và ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Trước hết là sự tham gia bỏ phiếu của cử tri. Đây là yếu tố mà các cơ quan bầu cử khó lường nhất. Ông Trump đang có cái mà các nhà khoa học chính trị Mỹ gọi là sàn cao, mức trần thấp. Sàn bầu cử cao bởi khẩu hiệu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, MAGA luôn có động lực đặc biệt. Tuy nhiên, mức trần hay mức điểm tối đa của khẩu hiệu này cho đến nay vẫn còn thấp bởi vì đa số người Mỹ từ chối nó. Về mặt kỹ thuật, ông Trump đã ghi điểm tốt vào năm 2020 với 46,8% nhưng vẫn thua, trong khi năm 2016 ông nhận được sự ủng hộ nhỉnh hơn 46,10% và giành chiến thắng. Điều này được lý giải là do tỷ lệ tham gia bỏ phiếu năm 2020 đã tăng đáng kể. Năm nay tình hình đã thay đổi. Ông Trump được kỳ vọng sẽ giành được sự tiến bộ trên toàn quốc, đặc biệt nhờ vào những thắng lợi của ông ở các bang đông dân như Florida, New York và California. Nhưng ba bang quan trọng nhất là Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu càng cao thì bà Harris càng có nhiều cơ hội chiến thắng. Yếu tố thứ hai có thể tác động đến kết quả bầu cử là sự phân chia giới tính ở cộng đồng người Mỹ gốc Latin hoặc gốc Phi, vốn đã tồn tại từ thập niên 1980 và dần được mở rộng. Các bang chiến địa, ông Trump đang giành thế áp đảo cho bà Harris khi nhận được sự ủng hộ của cử tri nam giới với khoảng cách 12 điểm. Ngược lại, bà Harris dẫn đầu với khoảng cách từ 13 điểm đến 25 điểm khi nhận được sự ủng hộ của cử tri nữ. Điểm mới trong năm nay đó là sự đột phá của ông Trump khi thu hút được cử tri nam trẻ tuổi, người Mỹ gốc Latin hoặc gốc Phi. Họ bị quyến rũ bởi hình ảnh một doanh nhân và đánh giá rằng Đảng Dân Chủ đã đi quá xa về các vấn đề xã hội. Nước Mỹ đã chuyển từ bầu cử chủng tộc sang bầu cử giai cấp. Tiêu chí quyết định nhất hiện nay đó là trình độ học vấn. Người có ít bằng cấp yêu thích ông Trump, người có trình độ học vấn cao hơn lại nghiêng về bà Harris. Nếu Đảng Cộng Hòa kiếm được 20-25% sự ủng hộ của cử tri nam gốc Phi ở Bắc Carolina và Georgia, điều này sẽ gây khó khăn với bà Harris. Điều này cũng tương tự ở bang Arizona và Nevada, nơi có cử tri nam, người
người Mỹ gốc Latin chiếm tới 50%. Sau đó, bà Harris cần có sự bù đắp từ các cử tri nữ. Tin mừng cho bà Harris đó là tại bang Michigan và Pennsylvania. Số liệu thống kê năm 2020 cho thấy, cử tri nữ đi bỏ phiếu nhiều hơn so với cử tri nam, và điều này sẽ mang lại lợi thế cho bà Harris ở hai bang này. Sự tham gia bỏ phiếu của cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập và Hồi giáo ở bang Michigan là yếu tố